Bạn có biết mạng lưới đường cao tốc Trung Quốc hiện nay đã có tổng chiều dài lên đến 168.000 km, dài hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới? Và cứ trên 8.400 dân lại có 1 km đường cao tốc. Vậy tại sao Trung Quốc lại xây nhiều đường cao tốc đến vậy? Và đâu là những con đường cao tốc hùng vĩ nhất của xứ tỷ dân? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá trong video này nha! Lý do Trung Quốc có nhiều đường cao tốc lớn. Lý do đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng nhiều tuyến đường cao tốc khổng lồ ấy chủ yếu là vì sự phức tạp của địa hình địa lý quốc gia này. Với tổng diện tích lên đến gần 9,6 triệu km², vùng lãnh thổ của Trung Quốc trải dài qua nhiều dạng địa hình khác nhau, từ hải đảo và đồng bằng ở phía đông đến đồi núi, cao nguyên và sa mạc ở phía tây. Nếu không làm đường cao tốc thì sẽ rất khó để kết nối các tỉnh lại với nhau, gây bất tiện cho việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa, hành khách. Ví dụ, ở một số nơi như là tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, có địa hình đồi núi chiếm khoảng hơn 90% diện tích đất đai, với phần lớn là các ngọn núi cao trên 1.000m so với mực nước biển. Hơn 20.000 cây cầu kết nối giao thông trên những sườn núi và hầu như không có bất kỳ vùng đồng bằng nào trong khu vực. Do đó, nếu không xây dựng các cây cầu và đường hầm cao tốc mà chỉ là những con đường thảm nhựa bình thường với những con đèo ngoằn ngoèo, hiểm trở, thì nơi đây rất khó để kết nối với các khu vực khác trên cả nước. Thêm vào đó, những ngọn núi, sa mạc, sông ngòi, rừng rậm và cả bờ biển đều làm cho những tuyến đường cao tốc của Trung Quốc trở nên đa dạng và rất độc đáo. Nguyên nhân thứ hai và quan trọng nhất đó là vì sự phát triển của đất nước. Người Trung Quốc xưa nay luôn nói rằng muốn làm giàu, trước tiên bạn phải xây đường. Câu nói này đã tồn tại từ rất lâu và đã trở thành một trong những kim chỉ nam của giới lãnh đạo Trung Hoa. Trước những năm 1980, hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách chủ yếu được thực hiện bằng đường sắt. Nhưng vì tốc độ quá chậm khiến cho việc vận chuyển trở nên bị trì trệ và tốn kém thời gian, tiền bạc. Đến năm 1984, tham vọng về một mạng lưới đường cao tốc đồ sộ của Trung Quốc đã bắt đầu với tuyến đường Thẩm Dương – Hải Khẩu. Nhưng mà thực tế thì đường cao tốc Thượng Hải – Gia Định mới là tuyến đường cao tốc đầu tiên ở xứ Tỷ Dân sau khi nó được hoàn thành vào năm 1988. Kể từ đó cho đến nay thì hàng trăm ngàn km đường cao tốc đã được dựng lên và trải dài khắp lãnh thổ Trung Quốc, qua đó đã nâng cao năng lực vận tải của ngành đường bộ. Bên cạnh đó thì ngành đường sắt cũng được hưởng lợi rất lớn. Đến năm 2008, số lượng đường sắt cao tốc ở Trung Quốc rất là ít, chỉ có một vài tuyến đường ở khu vực Đông Bắc gần Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 10 năm, đến năm 2018, đã có hàng chục tuyến đường sắt cao tốc mọc lên, với phần lớn là các tuyến đường có vận tốc trung bình từ 200 đến dưới 300 km/h. Lấy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm ví dụ. Đây là một địa phương cấp tỉnh thuộc khu vực miền núi giáp với Việt Nam, diện tích lên tới 237.600 km². Trước đây thì việc đi lại không hề dễ dàng, kinh tế kém phát triển. Quãng đường từ Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây, lên Quế Lâm dài khoảng 400 km, nhưng mà đi ô tô thì phải mất gần một ngày ròng rã. Nhưng từ khi đường cao tốc được xây dựng thì hai thành phố này trở nên gần gũi nhau hơn, thời gian di chuyển cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 4 tiếng. Tuy nhiên, khi bàn về lợi ích đường cao tốc thì người ta không chỉ nhìn vào những con số đơn giản. Ở Trung Quốc, các khu khai phát, khu công nghiệp, các trung tâm giao dịch đang mọc lên khắp nơi, chủ yếu là tập trung gần các trục đường cao tốc. Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, việc xây dựng được mạng lưới đường cao tốc sẽ có lợi cho việc đẩy nhanh xây dựng thị trường thống nhất cả nước, thúc đẩy lưu thông tự do và cạnh tranh đầy đủ của hàng hóa và các yếu tố trong phạm vi cả nước. Một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại không thể thiếu một hệ thống đường cao tốc hiện đại. Lý do đằng sau hiệu quả này là mô hình kinh tế của Trung Quốc. Gần như tất cả các đường cao tốc đều do doanh nghiệp nhà nước xây dựng. Có nghĩa là bất cứ khi nào đất nước cần thì có thể xây dựng ngay lập tức. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước không phải xem xét lợi nhuận tài chính và lợi ích kinh tế của dự án này bởi vì nó được chính phủ hậu thuẫn và gánh vác trách nhiệm thúc đẩy phát triển ở các khu vực nghèo. Vì vậy, cho dù là một nơi xa xôi và hẻo lánh đến đâu, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đều nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Và đó là lý do tại sao rất nhiều dự án lớn đã trở thành hiện thực ở Trung Quốc. Và cuối cùng, mạng lưới đường cao tốc dày đặc còn giúp thúc đẩy quá trình đô thị hóa và hỗ trợ phát triển kinh tế hiệu quả hơn rất nhiều. Việc xây dựng đường cao tốc được coi là chìa khóa để tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng. Những nơi tập trung nhiều đường cao tốc nhất thường là các khu vực đồng bằng ven biển, các khu đô thị rộng lớn với dân số khổng lồ như là Bắc Kinh, Thượng Hải hay là Quảng Châu. Bên cạnh đó, mạng lưới đường cao tốc của Trung Quốc hiện nay đã kết nối gần 99% các thành phố và khu vực có dân số đô thị vượt quá 200.000 người. Dự kiến đến năm 2035 sẽ phủ sóng tất cả những khu vực có dân số trên 100.000 người. Thêm vào đó thì các tuyến đường bộ và đường sắt cao tốc sẽ giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa các tỉnh và thành phố với nhau, tạo thuận lợi cho các nhu cầu sinh hoạt và làm việc của người dân, cũng như là nâng cao khả năng giao thương quốc tế. Do đó mà chính phủ Tập Cận Bình cũng thông qua các mạng lưới đường cao tốc này để thuyết phục người dân chuyển sang sinh sống ở vùng ngoại ô hay là các khu vực trước đây có ít người sinh sống.
Nhìn chung thì dù rất tốn kém, nhưng có thể nói rằng các tuyến đường cao tốc này đã góp phần không nhỏ trong mục tiêu phát triển cân bằng và toàn diện của Trung Quốc. Những tuyến đường cao tốc hùng vĩ nhất ở Trung Quốc. Với cá tính và được mệnh danh là phù thủy Trung Hoa, cho nên một khi đã bắt tay vào làm một công trình nào đó, thì những người Trung Quốc sẽ làm cho nó vô cùng hoành tráng. Chính vì thế mà có không ít các tuyến cao tốc ở Trung Quốc được xây dựng với hình dạng và kết cấu cực kỳ độc đáo, kèm theo đó là những kỷ lục mà có lẽ chẳng quốc gia nào có thể bắt kịp được. Và dưới đây là một số tuyến đường cao tốc hùng vĩ nhất mà quốc gia này đã xây dựng lên trong nhiều năm qua. Công trình đầu tiên và là một trong những kỳ quan ấn tượng nhất trong danh sách này, đó là đường cao tốc Nhã Tây. Con đường này vốn dĩ là một phần của tuyến cao tốc Bắc Kinh-Côn Minh với chiều dài khoảng 240 km và được mệnh danh là thiên lộ trên mây của Trung Quốc vì hình dáng độc đáo của nó. Đường cao tốc Nhã Tây được xây dựng từ năm 2007, bao gồm 270 cầu cạn và 25 đường hầm chạy từ Nhã An đến Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên. Để tạo nên kỳ quan kỳ vĩ này thì các kỹ sư và công nhân của Trung Quốc đã phải đối mặt với điều kiện địa lý khắc nghiệt tại tỉnh Tứ Xuyên, vì có hơn một nửa chiều dài của đường cao tốc là đường hầm và cầu cạn bắc qua những ngọn núi. Thế nên, quá trình thi công cũng vất vả và cực kỳ tốn kém với hơn 3,3 tỷ USD vốn đầu tư. Thêm vào đó là các kỹ sư và công nhân còn phải vượt qua các độc hại địa chất như là khí, nước ngầm, những đứt gãy của địa chất và nổ phá đá. Các đường hầm xoắn ốc kép vốn được sử dụng để giảm thiểu các tác động đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên, trong khi các đường hầm như là Gan 2G và Tai 2G gây ấn tượng vì bán kính nhỏ, thì đường hầm Nibashan lại được xem là đường hầm sâu lớn nhất ở Trung Quốc khi nó nằm ở độ sâu 1.650m và có chiều dài lên tới 9.962m ở tuyến bên trái và 10.007m ở tuyến bên phải. Đường hầm này đã giúp rút ngắn thời gian chạy quanh núi và các thung lũng từ vài giờ xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Kế đến là tuyến đường cao tốc Guzhou nằm ở thị trấn Gufu thuộc tỉnh Hồ Bắc. Nó được mệnh danh là con đường đẹp nhất ở Trung Quốc. Con đường này trở nên nổi tiếng vì nó có một đoạn đường dài gần 11 km được xây dựng dọc theo bề mặt của một con sông xanh thẳm. Do được thiết kế bao quanh chân núi nên khi nhìn từ trên cao xuống thì tuyến đường Guzhou trông như một dải lụa đang uốn lượn trên mặt nước, nằm lọt thỏm giữa cảnh quan núi rừng kỳ vĩ ở hai bên và tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa, tuyến đường còn là ngã ba vàng kết nối ba hẻm núi của sông Dương Tử, Thần Nông Giá và Võ Đang. Cũng vì thế mà Guzhou luôn được nhắc đến như một con đường cao tốc trên mặt nước đẹp nhất trên thế giới hiện nay. Di chuyển đến vùng đất Nội Mông, nơi đây có tuyến đường cao tốc G65 đi từ Bao Đầu xuống đến thành phố mộ danh của tỉnh Quảng Đông, tạo thành một trục Bắc Nam với chiều dài khoảng 3.017 km. Vì phải đi qua những khu vực có địa hình hiểm trở, nên tuyến đường này trở nên nổi bật với rất nhiều cây cầu và đường hầm. Một trong số những cây cầu nổi bật nhất đó chính là cầu Ái Trại nằm ở tỉnh Hồ Nam. Đây là một cây cầu treo khá nổi tiếng, nó nằm ở độ cao khoảng 336m so với mực nước biển và có tổng chiều dài lên gần 1.540m. Tính đến năm 2013 thì đây là cây cầu treo dài thứ 19 và là cây cầu cao thứ 13 trên thế giới. Nó băng qua một thung lũng sâu gần thị trấn Ái Trại với sông Đê Hang chảy dưới cầu. Cây cầu cũng từng là nơi tổ chức lễ hội nhảy cầu BASE nổi tiếng vào cuối năm 2012. Ngay từ phía xa, cầu Ái Trại đã trở nên nổi bật với phần thân được khoác lên tấm áo màu đỏ rực rỡ. Bên cạnh đó thì cây cầu cũng được trang bị 1.888 đèn điện nhằm tăng khả năng nhận diện và tầm nhìn vào ban đêm. Không chỉ có cầu Ái Trại, tuyến đường cao tốc G65 còn nổi tiếng với đường hầm cao tốc Trung Nam Sơn. Đường hầm này nằm trong địa phận tỉnh Thiểm Tây và đồng thời là một phần quan trọng của tuyến cao tốc kết nối hai thành phố Tây An và An Khang của tỉnh. Với tổng chiều dài hơn 18 km, đây là đường hầm dài thứ 3 trên thế giới, sau hai đường hầm Ledro ở Na Uy và Yamate của Nhật Bản. Điểm ấn tượng nhất của con đường này là nó được trang bị hệ thống ánh sáng đặc biệt và tiên tiến nhất thế giới với mục đích giúp các tài xế giảm bớt mệt mỏi và đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo nên một điểm nhấn độc đáo cho riêng mình. Nằm sâu trong dãy núi Tai Hang của tỉnh Hà Nam là đường hầm Wuliang nổi tiếng. Con đường cao tốc này còn được biết đến là phép màu vĩ đại thứ 9 và là một trong 18 con đường cao tốc kỳ lạ nhất thế giới. Đường hầm Wuliang nằm ở độ cao 1.752m so với mực nước biển và trở nên nổi bật với những đoạn đường chật hẹp, trơn trượt bên cạnh những vách đá dựng đứng. Đây cũng là con đường độc đạo duy nhất để tiến vào ngôi làng Wuliang. Tuyến đường hầm dài 1.250m, cao 5m và chỉ rộng khoảng 4m này được xây dựng bởi chính tay người dân trong làng. Họ đã phải mất tới 5 năm để hoàn thành đường hầm và dự án đầy thách thức này đã góp phần rất lớn để giúp cuộc sống của dân làng Wuliang được cải thiện nhiều hơn. Những ô cửa sổ bên trong đường hầm Wuliang giúp đưa ánh sáng và không khí từ bên ngoài vào,
đồng thời trở thành một điểm nhìn ra đầy lãng mạn dành cho du khách. Khi mà Internet phát triển thì tuyến đường này được biết đến nhiều hơn và có nhiều du khách đặt chân đến tuyến đường này để tham quan, cũng như là ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ nhưng hùng vĩ xung quanh. Trước khi đường hầm này được xây dựng, việc tiếp cận ngôi làng Wuliang gần đó rất khó khăn. Ngôi làng nép mình trong một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót và tách biệt hoàn toàn với nền văn minh bên ngoài. Một tuyến đường cao tốc cũng cực kỳ nguy hiểm, đó là tuyến đường 24 zig quanh co ở tỉnh Quý Châu. Con đường này là một phần mở rộng của tuyến đường Lê Đô, một con đường kết nối Trung Quốc với Ấn Độ. Và đúng như tên gọi thì tuyến đường này nổi tiếng bởi 24 đoạn cua gấp khúc với chiều dài khoảng 4 km và nằm trên một sườn núi hiểm trở. Con đường được hoàn thành vào năm 1943 với mục đích vận tải quân sự trong cuộc kháng chiến chống Nhật khi ấy. Những khúc cua nguy hiểm nằm giữa những vách núi rừng xanh thẳm sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đi ngang qua con đường này. Vào buổi tối, tuyến đường này bừng sáng như một dòng nham thạch sáng rực chảy quanh chân núi. Nếu nhắc đến những khúc cua hiểm trở thì cũng không thể bỏ qua tuyến đường cao tốc Trương Gia Giới. Tuyến đường này nổi tiếng với con đèo 99 khúc cua nguy hiểm dẫn lên đỉnh Thiên Môn Sơn. Được mệnh danh là một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới, nên dù chỉ dài 11 km, nhưng với độ cao lên đến 1.300m so với mực nước biển, độ dốc và những khúc cua của con đường chính là những thử thách cho cả những tay lái lão luyện nhất. Bao bọc bởi những khúc cua là những vách đá sừng sững cao chót vót cùng những thung lũng núi sâu. Chính sự chênh lệch lớn về độ cao dẫn đến việc con đường có đến 99 khúc cua và phải mất đến 8 năm để hoàn thành. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh chỉ có xe ô tô mới được lưu thông trên tuyến đường này, nhưng trên thực tế thì hầu như chỉ có các phương tiện phục vụ trên Thiên Môn Sơn mới có thể di chuyển qua những khúc cua khắc nghiệt này. Tuy nhiên là nếu bạn đi qua bằng cáp treo thì bạn có thể ngắm toàn cảnh 99 khúc cua giữa Thiên Môn Sơn đầy hùng vĩ. Một trong những tuyến đường cao tốc gây ấn tượng và có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của Tây Tạng, đó chính là con đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng. Nó vốn là một phần của quốc lộ 318, kéo dài từ thành phố Thượng Hải đến thị trấn Trương Mẫu ở biên giới Trung Quốc – Nepal. Tuyến đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng được hoàn thành vào năm 1954, gồm có hai tuyến Nam và Bắc, với tổng chiều dài gần 4.540 km, đi từ thành đô của tỉnh Tứ Xuyên đến thành Quan ở Lhasa, Tây Tạng. Con đường này đi qua khoảng 14 ngọn núi có độ cao trung bình từ khoảng 4.000 đến 5.000 mét so với mực nước biển. Và cũng vì thế mà tuyến đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng còn được xem là một trong những con đường cao nhất trên thế giới hiện nay. Con đường được chia ra thành hai tuyến là tuyến đường phía Bắc thông qua quốc lộ G317 và tuyến đường phía Nam thông qua quốc lộ G318. Dù đi theo con đường nào thì bạn cũng vẫn sẽ được đắm chìm trong những khung cảnh thiên nhiên, cảnh quan văn hóa cực kỳ đặc sắc. Dọc trên tuyến đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc được người Tây Tạng sử dụng để ban phước lành cho những vùng nông thôn xung quanh. Hoặc bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp đầy mạo hiểm khi đi qua 72 khúc cua của sông Nui Giang, hay là băng qua những thung lũng núi cao đầy phức tạp của dãy núi Hang Đoan ở phía đông Tây Tạng. Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc này cũng đi qua Yalungjangbo, một địa danh được công nhận là hẻm núi sâu nhất thế giới, với độ sâu tối đa lên đến 6.009m và có chiều dài lên đến 504 km. Thảm thực vật đầy phong phú cùng với những đám mây trôi lơ lửng xung quanh sẽ khiến bạn phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cuối cùng, kể từ khi được thông xe vào năm 2014 thì tuyến đường cao tốc Liên Vân Cảng – Khorgas đã trở thành một trong những tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra, tuyến đường cao tốc này còn có tên gọi khác là tuyến đường cao tốc Liên Hoắc hay là đường cao tốc G30. Tổng chiều dài của tuyến đường cao tốc này lên đến gần 4.400 km. Kết nối vùng bờ biển phía đông tỉnh Giang Tô với khu vực ranh giới phía tây của khu tự trị Tân Cương, đồng thời đóng vai trò là một trong những con đường chính trong tuyến đường quốc tế cầu lục địa Á-Âu, cũng như là một bộ phận huyết mạch trong sáng kiến vành đai và con đường mà Trung Quốc đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Nhờ có đường cao tốc này, một chiếc xe tải chở hàng khởi hành từ Liên Vân Cảng giờ đây chỉ mất khoảng 10 ngày để đến được châu Âu, sau khi đã băng qua các vùng đồng bằng, đồi núi, cao nguyên và cả sa mạc. Thêm vào đó, việc di chuyển trên đường cao tốc Liên Vân Cảng – Khorgas sẽ giúp bạn khám phá một kho tàng văn hóa đầy đặc sắc trong suốt chuyến đi. Có khoảng 24 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nằm rải rác trên đường đi mà bạn có thể ghé vào tham quan, như là quần thể di tích đội quân đất Nung, Động Long Môn. Trên đây là một số đường cao tốc hùng vĩ và ấn tượng bậc nhất ở Trung Quốc mà 5 phút thôi đã tổng hợp được. Hy vọng rằng video này sẽ mang đến những điều bổ ích dành cho bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.